Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đã đến thăm và chúc Tết một số tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Theo đó, đoàn đã đến thăm chúc Tết tại Hội Thánh truyền giáo Cao Đài, Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Ban đại diện Tin lành Đà Nẵng và Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đã thông tin khai quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong năm qua của thành phố, đồng thời gửi lời chúc mừng đến toàn thể chức sắc, chức việc và tiên đồ các tổ chức tôn giáo đón một năm mới an lành, hạnh phúc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, đồng hành cùng sự phát triển của Đà Nẵng luôn có sự đóng góp của các tổ chức tôn giáo, nhất là trên lĩnh vực an sinh xã hội. Thời gian đến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Biến mong rằng các tổ chức tôn giáo tiếp tục phát huy tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục chung tay góp sức cùng thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023. Đại diện các tổ chức tôn giáo bày tỏ niềm hân hạnh trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố nhân dịp Tết cổ truyền, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng đảng bộ chính quyền và nhân dân thực hiện xây dựng đà nẵng ngày càng vững mạnh đồng thời tổ chức tốt các hoạt động tôn giáo phù hợp với văn hóa truyền thống của địa phương đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần tín ngưỡng của nhân dân